ta đứng trên đỉnh hoàn thành, lắng nghe trong gió truyền đến đau thương, đó là ngàn vạn năm qua người tu hành ở trong thiên địa cô độc hành tẩu đến cuối cùng, từ chỗ sâu nhất trong tâm linh phù sinh thì thầm. Cách đó không xa hỏa diễm đang thiêu đốt, trong hỏa diễm rít gào chính là trong đại địa những kia không có pháp luân hồi oán linh, chúng nó vô tình cắn nuốt những kia vẫn còn sống mọi người. Gió cuốn ngọn lửa ông lấy gốc áo ta, một mảnh đạn trí mạng trút xuống, sẽ nát linh hồn sư huynh đệ sư môn kia thời đại long trời lỡ đất, nguyên thần ngưỡng mộ thiên địa, trong hư vô tỏ rõ chính là tận thế cùng tân sinh. Khi từ phương Tây mà lên, sẽ qua ức vạn dặm đại dương mênh mông mà đến cách mạng đao hạ, ai có thể tránh thoát, ai lại nguyện nghển cổ liền lục. Tôi nhìn về phương xa, nơi có người thân đang chờ tôi về nhà. Bản thân sách mới bạch cốt đạo cung đã phát. Trong bộ sưu tập, bạn đọc trao đổi nhóm. 944-957-95 tiểu thuyết Mấu chốt. Chúng diệu chi môn vô đạn cửa sổ, chúng diệu chi môn TXT toàn tập đao loạt, chúng diệu chi môn mới nhất chương đọc. Chương 1 Về thi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Ăn sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Pháp sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Mục sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Vương túc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Lựa chọn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Tìm linh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8. Sơn miếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9. Động thuật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 La tiêu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc